Dự án khu công nghiệp đô thị và dịch vụ V-Ship Nghệ An triển khai tại huyện Hưng Nguyên thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An trên diện tích 750 ha, có tổng mức đầu tư trên 4.182 tỷ đồng, tương đương gần 187 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu đầu tư xây dựng, khai thác, quản lý, kinh doanh khu công nghiệp, khu công nghệ, khu kho vận, công viên phần mềm, khu phức hợp thương mại, dịch vụ, nhà ở, xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp. Để phù hợp với nhu cầu thực tế triển khai thực hiện dự án, nhà đầu tư đã đề xuất điều chỉnh tổng vốn đầu tư tăng lên hơn 6.300 tỷ đồng, tương đương với gần 280 triệu đô la Mỹ. Việc tăng vốn đầu tư lên gần 93 triệu đô la Mỹ để thực hiện giai đoạn 4 và 5 của hợp phần khu đô thị và dịch vụ. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thông qua điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án.